Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London and Lee 1800 848 9145 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giáo ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 8345 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cánướngdaiòn.com Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024. Ồ, oh, cũng là ngày 28 tháng 3 âm lịch. Có cái giờ, có ngày âm lịch trên phone rồi, cho nên mình nhìn cái mình biết ngay. À, thưa quý vị, à, chúng tôi có ở trên uh, mạng internet Leader Sài Gòn TV.com, có trên Facebook, có trên YouTube, cũng như là có ở trên TV bình thường ở miền Nam California là đài 56.10, Bắc Cali 16.11 và bên Houston, Texas là đài 27.6. Ngày hôm nay rất là vui được gặp lại quý vị Và ngày hôm nay thì cái giọng cũng đỡ khào khào hơn <laughs> Cho nên cũng rất là mừng Hy vọng có, là trong nói chuyện sẽ không có ho hen nữa Có nghe theo lời các bác sĩ Facebook đó là ngậm tắt với lại cái gì đường mật ong gì này kia không? Yeah, nhiều khán giả rất là dễ thương <laughs> nhắn uh, hướng dẫn cái cách để mà trị làm sao khàn ho uh, có trong đó có một cái rất là lạ đó là ngâm củ cải trắng chứ củ cải Ủa? trắng và ngâm với uh, mật ong rồi có thể là để cho nó ra cái nước rồi uống uh, cảm ơn quý khán giả rất là nhiều ừ. đã quan tâm đến uh, sức khỏe của ngọc lan cũng như các xứng ngôn viên khác Thưa quý vị, ngày hôm nay cái tin vui đầu tiên đó đó là tiểu bang California lần đầu tiên mà cái tiền thu được từ du lịch đem về cao nhất từ xưa đến nay. Wow. Tức là nghĩa là trên 150 tỷ đô la cho ừ. năm 2023, chính xác là 150.4 tỷ. Cao nhất từ trước đến bây giờ, cao hơn cả cái năm cao nhất của trước đại dịch Covid-19 đó là năm 2019 thì vào năm 2019 đó thì cái doanh cái tiền mà du lịch thu lại được của tiểu bang California chỉ có 144.9 tỷ mà thôi nhưng mà năm 2023 vừa rồi thì đạt được đến uh, trên 150 tỷ. Đây là cái con số mà uh, thống đốc Gavin Newsom trong ngày hôm qua ngày chủ nhật năm tây tháng 5 khi mà công bố cái số liệu này, ông cho biết đây là cái điều rất là vui bởi vì California là tiếp tục dẫn đầu Hoa Kỳ về du lịch. Ừ. À, dĩ nhiên khi đến uh, tiểu bang California thì có rất là nhiều nơi để quý vị có thể mà đi uh, thăm thú đi xem vân vân. Họ nói rằng là trong năm 2023 đó thì cái mức tăng trưởng á, lên đến 3.8% trong ngành du lịch. À, so với lại năm 2019 và tăng lên 5.6% so với năm 2022 Rất là nhiều các cái quận hạt đều có những cái doanh thu từ cái ngành du lịch mang lại rất là đáng kể Và chỉ riêng cái tiền như vậy đó 150 tỷ thì mang lại cái tiền thuế đó cho tiểu bang California đó là 12.7 tỷ Ừ. Đây là một cái điều chúng ta cảm thấy rất là vui Và hy vọng là trong thời gian tới Thì nhiều người càng đến tiểu bang Cali Thì chúng ta càng có nhiều tiền hơn nữa Quay qua một cái bản tin khác Bản tin này nó cũng lạ lắm quý vị à, Thường đó thì khi người ta nói tới Thường chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày Để chúng ta nhìn cái điện thoại của mình ừ. Và cái điện thoại thông minh của mình Nó là một cái màn ảnh Mà khi chúng ta cứ nhìn nó đó Chúng ta vào trong Twitter, chúng ta vào trong Facebook, chúng ta đọc tin nhắn, chúng ta vô Messenger rồi này kia. Cái tình trạng mà nó cứ tiếp tục theo dõi, tức là coi tiếp, coi tiếp, coi tiếp, coi tiếp. Ừ. Trên đó nhiều ứng dụng rồi nó cứ update lên mỗi phút, mỗi giây đồng hồ. Và chúng ta cứ coi, nhiều khi đó 8 tiếng một ngày, có khi là 10 tiếng một ngày chúng ta bỏ ra thời gian để chúng ta cứ nhìn cái điện thoại nó có quá nhiều những cái thông tin rồi nó có quá nhiều những cái mời gọi rồi bán hàng rồi uh, hướng dẫn rồi <laughs> đủ thứ hết chúng ta bị ghiền cái màn ảnh của cái điện thoại thế thì có hai người này họ nói rằng là bây giờ làm cách nào để giảm thiểu cái thời gian chúng ta đã bỏ ra và nhìn cái điện thoại cả ngày như vậy đó thì những công việc khác của chúng ta nó sẽ bị trì trệ nó sẽ không có làm việc được bây giờ họ nói rằng là có một cái cách để mà không nhìn cái màn ảnh điện thoại cả ngày Phải làm sao? Mà mỗi khi nhìn vào cái điện thoại ấy, Mình cảm thấy khó chịu Chứ không phải là cảm thấy wow wow Cứ vậy, cứ coi hoài Mà cái thông tin thì nó cứ tiếp tục tới Nhiều khi mình thấy cái đó hay hay Mình đụng tay vô hay là nhiều khi vô tình nữa Mình đụng một cái màn hình Thì nó lại nhảy lên một cái khác để giới thiệu Cái này cái kia đó Thì bây giờ họ nói rằng là Những người nào mà không muốn cứ màn ảnh điện thoại cứ sáng lên rồi mình cứ phải coi bây giờ nên mua cái điện thoại kiểu hồi xưa gấp lại nhà nhỏ gấp lại đó điện thoại chỉ là để gọi là liên lạc với nhau thôi chứ đừng có là để điện thoại mà mình cứ phải coi cả ngày thì họ nói rằng là không ngờ họ nghĩ thôi nha họ nói rằng là làm như vậy để mà giảm thiểu cái thời gian mình đối với cái điện thoại của mình họ đã nhận được order rất là nhiều À, những cái điện thoại đời xưa à, gấp lại gấp lại đó quý vị đó bây giờ thì họ nói rằng là nó trong khoảng trong cái khoản tiền nha là từ 50 đồng cho tới 300 đồng một cái họ đi kiếm những cái công ty vẫn còn sản xuất ra những cái điện thoại đó rồi họ mang về điện thoại đó thì người lớn tuổi họ xài rất là nhiều tại vì có nhiều người lớn tuổi đó thì họ không có thích lên trên mạng coi coi rồi quẹt quẹt chợt chợt này kia họ khó chịu lắm cho nên họ đi kiếm mấy cái điện thoại đó không ngờ cái người này thì nói rằng là cũng có một số người người ta không muốn nhìn điện thoại. Thế thì họ đi kiếm mua, đặt mua hay đặt làm những cái điện thoại gấp lại kiểu hồi xưa là một. Thứ hai nữa là điện thoại với cái màn hình nhỏ xíu. À, <laughs> đó. Khó cái, coi. Mình nhìn đây mình thấy khó coi, khó đọc quá phải không? Rồi coi tí xíu thôi <laughs> xong bỏ xuống khó chịu quá. Đó, thì không ngờ là thành công. Họ nói rằng là bây giờ trong một ngày đó là họ nhận được bao nhiêu cái điện thoại từ những nước khác cũng có nữa gửi qua úc có gửi qua pháp có để mà có những người người ta nói để người ta kiên người ta không không coi nhiều nữa nó cái coi điện thoại nó cũng giống như là kiên ăn đó khi thấy cái gì ngon là cũng ăn để biệt thấy cái gì hay người cũng coi đó coi như vậy thì nó mất thì giờ mà theo như thống kê nha trung bình một ngày một người ở mỹ nhìn vào điện thoại thông minh của mình từ 6 tiếng tới 8 tiếng đồng hồ và nhất là ban đêm ban đêm trước khi đi ngủ thường thì người ta coi lần cuối cùng trong ngày là hôm nay mình có nhận được cái tin gì không à, có tin tức gì mới hay không hay là à, có ai nhánh với mình là ngày mai phải làm gì hay không đó là vô tình đó thì những cái đó nó không ngừng lại ngọc lai mà coi rồi từ những cái coi tiếp coi tiếp đó cứ như vậy đó cho nên họ nói rằng là không ngờ nghĩ ra cái để giúp cho người ta không nhìn vào màn ảnh điện thoại nữa lại là một cái thành công đúng là đó là một cách để cai nghiện cái gọi nghiện. là cai nghiện điện đúng thoại phải. nhưng mà đối với những người mà làm cái công việc mà truyền thông báo chí giống như là ngọc lan anh nguyễn trường mà sử dụng cái điện thoại đó là chắc chết chắc chết mà. không thể nào là cập nhật kịp những cái thông tin gì hết bởi vì nó cứ liên tục phải nhận uh, ngay cả lúc đang đang làm chương trình mà có những tình mới nó cũng phải nhảy vô phải chấp nhận hết để và xem có cái gì là có thể đưa đến với lại khán giả hay không chứ nếu mà sử dụng cái điện thoại thời xưa đó chỉ có <laughs> nghe thôi chứ không có gì hết là thôi rồi á nhưng mà yeah. ngọc lan cũng để ý nha mình mình bị ghiền từ hồi nào không hay có nghĩa là những cái thông tin đó nó cứ tới Đúng rồi. rồi sau đó ừ. nếu mà nó có cái đường link nó nói rằng là muốn coi thêm hay là nó giới thiệu một cái tin khác nữa đi Đúng. mình vô tình mình thấy cái tin đó ôi oh, cái này cũng hay hay nè lại cứ tiếp tục nhấn vô để coi là cứ tiếp tục như vậy hoài đó thì chúng ta lãng phí thời gian rất là nhiều là tại vì khi mà chúng ta coi như vậy đó phải chú ý mình đọc nó đang là hào hứng mà đọc xong rồi cái còn tiếp phần tiếp theo này kia đó lại đi kiếm cái link để mình nhấn vô mình coi tiếp thì vô tình nha nhất là trong những hãng xưởng đó uh, có những hãng người ta có cái uh, quy định đàng hoàng là trong giờ làm việc là không có coi điện thoại, đó. Chỉ có khi nào chúng ta nghĩ rằng là mình nhận được một cái cú gọi khẩn cấp gì đó đó thì mình ừ. mới cầm tới điện thoại không thôi. Trong khi lúc làm việc thì người ta bắt mình là phải bỏ điện thoại ra ngoài. Yeah. đó là không có thể nào mà kể đến Ngọc Lan <laughs> ở trong đó được hết. <laughs> Cho nên cái chuyện mà tin này dẫn sang tin khác thì đó lại là một cái điều có lợi. ví dụ như là sáng ngày hôm qua ngày chủ nhật, một người à, phụ nữ vô gia cư đã tấn công một nữ tài xế xe bus tấn công một cách rất là dã man ờ, trong cái hình ảnh mà ghi lại thấy cái người mà phụ nữ vô gia cư này á, bà ta rất là to con mặc dù cái người tài xế nữ đó cũng uh, không phải là người nhỏ nhắn nhưng mà vẫn bị bà ta có thể lôi từ ở trên cái chỗ ngồi của tài xế lôi xuống xe rồi có những lúc là thấy rõ ràng là quất vào mặt của ừ. cái cô tài xế này chỉ vì cái chuyện là người vô gia cư này cái bà này lên xe và không có chịu trả tiền rồi sau đó là la ó đủ thứ hết mà sự việc này họ nói lại xảy ra đó là mới có sau hai ngày rất là nhiều tài xế xe bus họ đình công họ không đi làm nữa bởi vì những cái bất trắc những cái rủi ro đã xảy ra cho những giới tài xế trong thời gian qua những cái chuyện đó nó nghiêm trọng đến mức độ nào? Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London and Lee 1800 848 9145 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giáo ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 8345 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Ở trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến trường hợp là trưa ngày hôm qua, Chủ nhật ngày 5 tây tháng 5, thì một nữ tài xế lái xe bus đã bị một người phụ nữ vô gia cư tấn công một cách rất là hung hãn khi mà người phụ nữ vô gia cư này bà rất là là, là to con bà có thể bà lôi cái người tài xế uh, xe bus đó, từ trên xe xuống xong rồi trong lúc giằng co thì bà đấm vào trong mặt của người nữ tài xế này uh, chuyện nó diễn ra thì không biết là do cái camera nào mà họ quay lại được cái cảnh rất là rõ ràng cái cuộc uh, hành hung này sau đó đó thì bị, hiện bây giờ thì tin tức cho biết rằng là cái người phụ nữ homeless này là đã bị bắt giam nhưng mà chưa biết là sẽ bị truy tố về tội gì. Uh, riêng người uh, tài xế lái xe thì nói rằng là cái tình trạng bà có này có bị thương hay không có được đưa vào bệnh viện hay không thì ở bên đài KTLA họ nói họ cũng chưa rõ uh, tuy nhiên họ chỉ biết chắc một điều đó là tất cả những cái sự việc này nó xảy ra là sau ngày thứ sáu vừa rồi ngày 3 tháng 5 thì một loạt những tài xế xe bus rồi uh, xe xe lửa họ đình công hết bởi vì nói là trong thời gian qua có quá nhiều những cái cuộc tấn công nhắm vào tài xế uh, xe bus có uh, xe lửa có rồi nhắm vào cả những người hành khách nữa cho nên tất cả những cái điều đó khiến họ cảm thấy rất là bất an cảm thấy rất là lo sợ nếu như không có một cái gì đó bảo đảm về cái an toàn cái tính mạng cho họ uh, họ đưa ra ví dụ như là khi mà những người này đình công, không phải là họ đình công là họ biểu tình, mà họ chỉ lấy lý do là họ nghỉ bệnh thôi. Ừ. Nghỉ bệnh, tự nhiên nghỉ bệnh một loạt luôn như vậy. Thì người ta hiểu được ở trong đó cái ý đồ của họ là cái gì. Họ đưa ra ví dụ như là ngày 22 tháng 4 vừa rồi, thì một hành khách khi mà đi tên trên tàu Metro đó cũng đã bị đâm chết ở ngay cái chỗ khu vực mà uh, Studio City. Rồi xong rồi hồi đầu tháng thì nói rằng là một tài xế xe bus cũng đã bị một hành khách đâm. Ở ngay chỗ mà Willowbrook rồi hồi tháng 3 thì lại có thêm một người là gọi là có, có cầm súng đó à, cũng nhảy lên một chiếc xe uh, bus metro rồi à, giống như là cướp cái xe đó rồi đâm vào trong một cái chỗ ở uh, trung tâm của thành phố. Có nghĩa là nhiều cái sự vụ, nhiều cái sự việc nó diễn ra như vậy khiến người ta cảm thấy là không có an toàn nữa. Và quả thật là từ hồi sau cái Covid-19 đến bây giờ ai cũng nhìn ra rõ được những cái chuyện mà an những cái tình trạng mà không có an toàn nó diễn ra ở khắp nơi, không chỉ là cái chuyện mà cướp giật, rồi ăn trộm, rồi uh, chuyện mà uh, giết người, rồi những cái vụ mà tấn công như thế này nó quá nhiều thì không biết rằng là ở bên giới công lực họ những cái phản ứng của họ như thế nào trước những cái tình trạng như thế này. Trong khi đó quay qua một cái bản tin khác, à, cái bản tin này nó có liên quan tới đời sống hàng ngày của chúng ta. À, chúng ta nuôi một con chó có thể là con chó cái kiểu mà chó của giống như chó cảnh sát đó là chó bẹt dê hoặc là chúng ta nuôi con pitbull à, chúng ta nuôi một con chó mà vẫn thường thấy lên trên à, internet hay trên tin tức nói là con chó đó một ngày nó bị khùng lên ừ. nó đi nó cắn người này người kia hay là nó cắn luôn cả người chủ nữa thế thì khi nào chúng ta biết cái con chó của mình nó không còn là con chó đã được thuần phục nữa nó không còn nghe lệnh mình nữa mà vẫn nó tỏ ra nó 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 hung hăng với chính mình luôn thì cái câu chuyện này đó nó dẫn dắt tới là nó khởi nguồn từ một cuốn sách mà chưa có được ra mắt cũng nay mai thôi sẽ ra mắt cuốn sách này chuyện kể lại của bà christine noem là thống đốc uh, của tiểu bang um, tôi nhớ là south dakota bà viết lại cái câu chuyện mà tại sao nhắc tới bà này nữa là tại vì christine noem là ứng cử viên có thể ứng cử viên cho cái chức vụ phó tổng thống uh, với lại ông donald trump Oh. Cho nên người ta mới nhắc tới bà này Và khi mà bà ra sắp sửa ra mắt cuốn sách Nó có tên là No uh, Gone Back hay cái gì đó Cuốn sách tôi không nhớ cái tên Thì trong cuốn sách đó có kể lại cái câu chuyện Là bà đã dùng súng để bắn chết con chó bẹt dê của nhà mình Cách đây lâu rồi Thì tại sao bắn chết con chó thì bà nói rằng là để bảo vệ bà, bảo vệ người thân, bảo vệ con nít ở trong nhà này kia, con chó nó trở nên hung hăng. Nhưng mà cái bài viết ngày hôm nay thì lại không nói tới những cái, cái chuyện mà giết chóc như vậy. Họ chỉ nói rằng là khi chúng ta nuôi một con chó ở trong nhà, nhất là những con chó nó có tỏ vẻ nó hung dữ như là chó pitbull nè, chó bẹt dê nè, những những con chó rottweiler, nè, chó đen đen mà nó cụt cái đuôi đó ừ. thì những cái con chó đó đó có thể tới một ngày nào đó nó không còn nghe mình nữa, nó không nó nhìn mình một cái ánh mắt sợ sợ sợ, nó giống như là là mình là người lạ đi vô trong nhà vậy đó nó không còn nhận ra mình nữa thì những cái giờ phút đó là chúng ta nên có quyết định đứng đắn đối với con chó đó một là kêu sở thú y tới để mà cho nó đi uh, uh, ngủ một cách êm dịu đã thí dụ như vậy uh, không 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 có nuôi nó nữa có nhiều cái cách uh, các chuyên gia họ cho rằng là khi chúng ta thấy một con chó mà ở trong nhà của mình mình nuôi nó từ bấy lâu nay nó có những cái hành động kỳ quặc mà nó trước đây nó không có thì chúng ta nên để ý tới nó. Mặc dù các chuyên gia còn nói rằng là có nhiều cái cách để mà chúng ta có thể huấn luyện lại con chó, nhưng phải cần đến sự giúp đỡ của các chuyên gia về 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 về, về chó cưng. thì những người đó mới có cái cách để mà coi coi tại sao con chó này nó trở nên càng ngày nó càng hung hăng hơn. cái hình này đó là cái hình uh, họ nói rằng là con chó này có tên là uh, Commander con chó của bà Christie Noem á, là có tên là Cricket. Ngày hôm nay họ cũng nói tới con chó Commander. Chó Commander là con chó ở Tòa Bạch Ốc à, của Tổng thống Joe Biden. Đó, thì trong năm vừa qua nó cũng cánh một hai, trong hai những nhân viên mật vụ làm việc ở đó. Và cuối cùng cũng phải cho nó đi nghỉ hưu. Tại vì nó hung hăng. Đó, thì người ta nói rằng là chúng ta nuôi những con chó này ở trong nhà để chúng ta cũng nên biết cái tánh tình của nó khi mà cảm thấy nó không có như hồi xưa lúc mới mang về nó hiền ngoan mình kêu cái là nó chạy tới hay là mình ra lệnh cho nó làm cái gì nó làm cái đó đó mà bây giờ nó cảm thấy nó e dè nó e dè nhất nhất là khi mà có nhiều người lạ đi mà đi chung quanh nó hay tới nhà đi thì nó 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 cảm thấy như là nó đang bị nhiều người tấn công như vậy đó thì cho nên nên để ý đến những cái nhỏ nhặt như vậy để mà chúng ta có thể À, kiếm một người chuyên về chó đó, vân vân đó, bác sĩ chó hay là chuyên viên huấn luyện chó này kia đó để mình mang cái con thú cưng của mình tới và nhờ họ có thể chuẩn chuẩn bệnh đó, cái kiểu chuẩn bệnh đó là con chó này có nên giữ lại nó hay không, có nên nuôi nó hay không, hay là phải làm cách nào đó để mà đưa nó đi ra 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 khỏi nhà đó hay là đi tới một cái nơi mà giữ thú y, giữ chó, vân vân đó thì đây cũng là một cái mà nhiều người đó họ cưng chó đó ngọc lan ừ. tức là trời ơi con chó này nó ở với mình biết bao lâu nay rồi không 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 lẽ nó lại giữ lên như vậy thôi thì cứ để nó ở nhà đi mà nhưng mà không biết là một ngày nào đó nó tại vì mình mình coi tin tức mình thấy hoài những con chó nó quay qua nó cắn những đứa con nít ở trong nhà mà nó vẫn thường chơi hay là nó cắn luôn cả cái người chủ nữa rồi nó lôi nó kéo nó cắn này kia thì đó là những cái mà chúng ta nên để ý khi chúng ta nuôi con chó không vì tình thương mà chúng ta đã thương nó trong bao lâu nay mà mình cứ để nó như vậy hoài. Mặc dù là mình thấy nó có cái biến chuyển gì đó rồi. Mà cứ để nó như vậy hoài thì cũng nguy hiểm lắm. Quý vị, nó là động vật, nó là thú vật. Cho ừ. nên cái bản tính thú của nó vẫn sẽ còn dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. À, thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày Chủ nhật, có 3 cái xác đã được à, mang lên từ một cái giếng ở Mexico. Cái giếng này họ nói là sau khoảng chừng 15 thức. Nhưng mà thân nhân của những người này đã xác nhận được đó là hai người Úc và một người Mỹ. Ừ. Ba người này là bạn với nhau, họ đều là những người vận động viên mà giống như là đi thích chơi chơi lướt sóng á. Cả ba người, hai người ở Úc là hai anh em ruột cùng với là một người ở Mỹ. Họ rủ nhau, họ đi chơi chung và lần cuối cùng mà mẹ của hai anh em cái người đến từ Úc đó không có liên lạc được với họ là ngày 27 tháng 4 thì lúc đó họ bắt đầu họ tìm kiếm họ thấy tự dưng không liên lạc được mà trước đó những hình ảnh của ba người này đi chơi rồi chụp hình lướt à, sóng ở một cái vùng biển rất là à, vắng rất là giống như là rất là hoang sơ rất là lạ ở mexico ở ngay cái tiểu bang gọi là Baja California ừ. thì thấy là đưa hình lên rất là đẹp nhưng mà rồi tự dưng rồi tất cả đều mất tích hết thì đến ngày hôm qua đó ngày chủ nhật thì ba cái thi thể này đã được à, vớt lên từ một cái giếng, một cái giếng ở đó nói là rất cũng rất là à, hoang sơ. Bây giờ những cái ước đoán ban đầu á của người cảnh sát trưởng ở đó cho rằng ba người này bị giết chỉ từ một cái lý do rất là đơn giản, đó là những cái tên mà giết người này á, nó chỉ muốn lấy cái cái vỏ xe từ trong cái chiếc xe pickup truck của những người này mà thôi. Thì cái sự việc nó diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Linh Đan Nành Ly 1800 848 9145 Gọi ngay Mango Tour 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến là ngày hôm qua chủ nhật ngày 5 tháng 5 thì thân nhân của ba người bị mất tích, trong đó có hai người Úc và một người Mỹ. Cả ba người này đều là đàn ông họ rủ nhau đi đi qua bên Mexico đó đến ở một nơi gọi là thành ở thành phố Baja California để mà chơi lướt sống. nhưng mà cái địa điểm mà họ chọn để mà chơi đó là một nơi rất là hoang vu và hẻo lánh nó không phải là cái nơi để dành cho du khách đông đảo đến nhưng mà đây lại là cái ý thích của những người mà người ta thích cái sự khám phá và đó cũng là điều mà hai anh em của nhà Jack Robinson và Callum Robinson cùng với người bạn đến từ Mỹ đó là Jack Carr Rose, họ ghi ở trên giống như là đó là cái cái câu châm ngôn của họ ghi trên những cái trang mạng xã hội rằng nếu như mà mình không có khám phá được những cái nơi mà nó mới mẻ thì giống cuộc đời mình nó cũng không có gì để đáng sống, cái kiểu như thế. Thì khi mà gia đình không có liên lạc được với họ từ hôm 27 tháng 4 đó thì họ mới bay sang đó để họ đi tìm. Khi mà đi tìm và đến hôm chủ nhật vừa rồi thì họ xác nhận là ba cái xác lấy từ một cái giếng sâu 15 m mang lên mà ở đó không chỉ có ba cái người này thôi mà còn có một cái xác thứ tư nữa và xác đó thì theo như cảnh sát cho rằng là đã bị vứt xuống đó trước cả ba cái xác này nhưng mà họ không có nói là cái xác đó là thuộc về ai thì họ không có xác nhận. À, tuy nhiên cái người mà cảnh sát trưởng ở đây á họ chỉ họ chỉ nói là theo cái à, những cái gì thì họ chỉ đoán rằng là ba người này có thể là họ đã đi họ dựng một cái lều ở ngay cái khu vực cái bờ biển mà họ lướt sống rồi cạnh họ là có một cái chiếc xe truck những cái tên mà cướp á thì nó đi ngang và nó muốn không hiểu tại sao khi mà bắt được hai tên ừ. thì nó khai với cảnh sát rằng nó chỉ muốn lấy những cái bánh xe thôi bánh xe à. của cái chiếc xe truck đó nhưng mà khi mà nó đến để mà nó lấy thì những người kia ba người đàn ông kia họ chống trả và lúc đó là nó nổ súng nó bắn thì từ cái chỗ mà những người này bị bắn mà nó mang cái xác đến để vứt vào cái giếng ở một cái ngôi làng hẻo lánh đó, là chỉ cách cũng chỉ có khoảng là bốn mai thôi rồi khi mà vứt xuống cái giếng đó rồi thì họ lắp ở lên trên giống như là những cái tấm ván rất là cũ kỹ ừ. thì cái chuyện mà khi mà cảnh sát À, phát giác ra được ba cái xác này rồi công bố lên coi như là cái cuộc điều tra đó đã kết thúc biết được những người này ở đâu thì nó lại không ngờ nó lại gây nên một cái làn sóng khá là phẫn nộ cho những người Mexico ở gần khu vực đó là bởi vì họ nói tại sao là hàng ngàn người Mexico bị mất tích trong thời gian qua đến bây giờ vẫn không có cái cuộc điều tra nào không có cái cuộc tìm kiếm nào mà trong khi này những người du khách đến từ úc và mỹ thì nó quá nhanh như vậy có nghĩa là mất tích từ hôm và 27 tháng 4 và đến ngày hôm 5 tháng 5 hôm chủ nhật hôm qua đó thì đã tìm thấy xác rồi. Thì à, bà cảnh sát trưởng khi mà phóng viên của Mexico họ cũng đặt câu hỏi đó, liệu là có một cái sự phân biệt trong cái đối xử hay không thì bà cảnh sát trưởng nói là không cái này mỗi cái cuộc điều tra nó đều khác nhau hết. À mặc dù là họ cũng biểu tình ở đó, họ đòi hỏi cảnh sát Mexico phải tìm thân nhân của họ của chính những người Mexico nhưng mà họ cũng có những cái họ gọi là giống như những cái nghi thức để mà à, tiễn biệt những cái người đi à, à, những người ba cái người mà đã chết và tìm thấy xác nhưng mà cũng từ đây thì những người mà làm về du lịch đó họ nói à, những ai mà có cái à, ham muốn có cái sở thích phiêu lưu muốn đi tìm kiếm những cái nơi vắng vẻ những cái nơi mà hoang sơ để mà thực hiện những cái cuộc thám hiểm của mình thì có lẽ đã đến lúc nên suy nghĩ lại đối với lại nhất là ở chỗ Mexico này ừ. bởi vì quá là nhiều những cái vụ giết người đã xảy ra nhưng mà có cái điều đó khi mà người ta đã à, có trong lòng cái cái sự gọi là muốn thám hiểm á người ta đó? vừa thám hiểm mà vừa mạo hiểm nữa ừ. người ta đi tìm một cái gì đó mới lạ mà chưa có ai nói về cái đó nhiều đó thì người ta là cảm thấy ô mình là cái người mà đã khám phá ra hay là mình là cái người mà đã biết cái chỗ này đầu tiên hết này kia đó cái đó nó cũng là một cái người ta háo hức người Được. ta muốn làm đó à, quay qua một cái bản tin khác thưa với quý vị à, cái vấn đề mà lừa đảo qua mạng nó không có dừng lại và nó càng ngày nó càng có nhiều cái bản tin ngày hôm nay cho thấy rằng là lừa đảo qua mạng đó trong năm 2023 cơ quan mà gọi là ghi lại hay là được báo cáo những cái vụ lừa đảo qua mạng tức là IC3 tức là Internet Crime Compliance Center đó họ đã nhận được 880.000 mà cái này không phải là con số chính thức nữa là tại vì có nhiều người bị lừa mà họ không không báo cáo hay là có những người bị lừa họ mới báo cáo thì con số này mới có được 880.000 vụ báo cáo với lại IC3 là họ bị lừa và con số tiền trong năm 2023 theo như chính thức có được là 12.5 tỷ đô la những người này bị lừa, 12.5 tỷ đô la. Lừa có nhiều cách lừa lắm, nhưng mà theo các chuyên gia cho biết thì cái kiểu lừa mà làm cho chúng ta bị dễ bị mắc bẫy nhất đó là hối hả. Tức là họ hối chúng ta làm liền. Anh chị sắp sửa bị cái gì rồi họ hăm dọa trước, sắp sửa bị cúp điện, cúp nước, sắp sửa bị uh, Uh, nhân viên tới uh, nhà bắt quý vị vì quý vị đã không có ra trình diện tòa vào ngày đó mình mới ngồi mình nhớ nhớ ủa mình đâu có nhận được cái giấy tòa nào đâu mà mình phải ra trình diện mà bây giờ mình không ra trình diện như vậy đó mà đối với lại giấy tờ của tòa gửi cho mình đó mình có thể lãnh cái trát tòa là mình bị uh, đang bị truy nã về cái tội là chống lại lệnh của tòa vân vân thì những cái mà họ hối mình đó là cái cách mà mình nhìn ra đây có thể là cái vụ lừa đảo thứ hai nữa là khi nhìn ra cái vụ lừa đảo đó có nhiều cách họ nói chúng ta đi mua một cái thẻ đi cào một cái số ở trên cái thẻ đó hay là chúng ta đi tới mua cái bitcoin vân vân thì đó là cái cách mà chúng ta nhìn ra à họ đang hối mình làm mà hối mình và vừa hâm dọa nữa thì để mình sợ lúc đó mình sẽ đi mua những cái đó để mình đáp ứng cái lời yêu cầu để cho nó không có bị mang những cái phiền toái tới cho mình thì mình đi làm ngay đó là những cái mà họ nhìn ra Thưa quý vị, ở tiểu bang California Là tiểu bang dẫn đầu Những cái vụ lừa đảo Lừa đảo qua mạng Nhiều nhất là tình cảm Và những cái vụ lừa đảo qua mạng qua, tình, qua cái phương thức gọi là tình cảm như vậy Móc nối tình cảm như vậy đó Là thường xảy ra đối với những người Trên 60 tuổi Từ 60 tới 65 là bị nhiều nhất Họ nói rằng là 10 California không thôi nha Năm 2023 10 hơn 11.000 vụ gọi cho công ty cho 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 cơ quan IC3 nói rằng là chúng tôi cảm thấy là chúng tôi đã bị lừa đảo qua mạng qua qua cách thức là tình cảm. Bắt đầu họ nói chuyện với chúng tôi, họ nói rằng là à, chúng tôi là những người cần đã có được cái sự nói chuyện hàng ngày để tâm sự này kia đó. Rồi bắt đầu là tiến tới tiến tới tiến tới làm quen này kia rồi cuối cùng hỏi mượn tiền, cuối cùng hỏi đang thiếu vốn đầu tư cái gì đó rồi bắt đầu mượn tiền thì đa số nha các vị những người từ 60 tới 65 hoặc là hơn đó nữa đó thì họ mất hết cái tiền mà họ đã để dành trong bao năm qua rồi tiền hưu của họ là trong cái quỹ tiền hưu nè rồi trong những cái tiền bảo hiểm của họ là đều bị mất với những cái cửa kiểu lừa gạt như vậy thì ngày hôm nay họ nói rằng là có nhiều cái cách mà chúng ta có thể nhìn ra được à, họ nói rằng là à, nếu mà chúng ta nhận được cái điện thoại rồi nói rằng là chúng ta là cái người đang bị tri nã từ cái cơ quan nào đó thì mình lên google mình đánh ngay cái tên cơ quan đó mình gọi thẳng tới xe đó mình hỏi là ở đây có gửi cho tôi cái thơ mà tôi có lạc mất gì ở đâu hay không tôi không biết mình có thể hỏi lại được mà và nếu mà cái người gọi mình người liên lạc với mình mà họ cảm họ mà 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 họ có những cái giọng điệu giống như là hối mình đó hối mình làm ngay làm ngay làm ngay đi này đó thì chúng ta cũng có đặt cái dấu hỏi liền đây là những người có thể là đang sắp sửa lừa gạt mình mình có thể cúp phone ngay mình có thể gọi cảnh sát để báo cáo là có người vừa mới gọi tôi mà nói hối với tôi là phải làm ngay như vậy thôi không thôi thì tôi sẽ bị gì đó bị gì đó thì các ông có thể giúp cho tôi biết coi là cái chuyện đó như thế nào thì có một người ở ngoài người thứ ba đi mà nghe thì họ có thể biết ngay được đó là cái giọng điệu của những cái kẻ lừa đảo hoặc là có nhiều cái cách đó thì quý vị nào mà ở nhà có ông bà cha mẹ mà tôi thấy ở đây đó tôi thấy nhiều lắm à, các cụ ông cụ bà lớn tuổi sáu mươi năm bảy mươi bảy mươi không có con cái ở gần à, rồi khi nhiều khi nhận được cái text message text đó nó có cái giọng điệu rất là lừa đảo đi thì nhiều khi những người đó không hiểu cái text đó nói gì thì có ra hỏi tôi ô oh, tôi nhận được cái text này nè nó nói là ngày mai tôi sẽ bị cúp điện thoại nếu mà tôi không trả tiền cho tháng này hay gì đó 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 thì có những cái tác như vậy đó thì người lớn tuổi mà không rành tiếng Anh thì dễ bị mắc lừa và nhất là nhà lại không có con cháu để coi chừng các cụ nữa thì quý vị nên cẩn thận với những điều này chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London and Lee 1800 848 9145 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giáo ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 8345 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lý Do Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì anh Nguyễn Trường đang nói về cái chuyện mà người ta thống kê những người bị lường gạt ở Mỹ trong năm 2023 trong thời gian qua đó là đa phần là những người trên 60 tuổi và cái số tiền mà họ bị lường gạt là đã lên đến hơn 12.5 tỷ trong năm 2023. Nhiều lắm đó. Dạ, yeah, một con số rất là lớn và họ tính ra trung bình như vậy đó thì những người này là bị bị gạt á, ở cái số tiền mà trên 60 tuổi thì những người này bị gạt thường một người á, sẽ bị gạt khoảng từ mấy trăm đô la cho đến hơn một triệu đô la cho đến nó rất là nhiều để tránh được những cái chuyện đó thì anh nguyễn trường đã nói rồi nhưng mà khi mà người ta đưa ra những cái thông tin như vậy đôi khi mình sẽ thấy nó hơi chung chung nhưng mà nếu quý vị mà nhìn vào trong email của mình hay là trên điện thoại của mình hay trong mà tin nhắn quý vị sẽ thấy nó thiên hình vạn trạng và càng ngày nó càng tinh vi hơn như ông ngọc lan đã nói nhiều khi mình đang mua một món đồ ở Amazon mình chờ gửi về hay là mình mua một món đồ ở Costco ở Walmart hay tất cả mình mua online để chuẩn bị gửi về nhà thì tự dưng mình lại nhận thấy một cái tin nhắn rằng là ồ oh, cái gói đồ của bạn đang bị uh, giữ lại sẽ bị chuyển đến trễ thì nếu mà mình chỉ nhìn như vậy đó mình tò mò nó ủa tại sao chuyển đến trễ thì quả thực là mình có mua đồ mà mình bấm vào trong đó thì nó giải thích ờ tại sao trễ vân vân mà theo cái đường link đó đi á thì coi như là đã xa lầy. Ngày hôm qua có một khán giả gửi cho Ngọc Lan uh, một cái uh, một cái thư. Họ cho biết rằng á uh, đây lại là thêm một cái hình thức lừa đảo mới nữa. Ừ. Đó là gì? Uh, họ nhận được một cái uh, một cái check, một cái check nha, check oh. thật đàng hoàng, ở trong đó nói là cái check này á uh, là 836.552 đồng là để đây là cái tiền mà họ trả để họ mua cái căn nhà của cái người đó đang ở à. và họ uh, ghi một cái check rất là rõ ràng ở bên dưới đây cái số tiền là bao nhiêu cái check này mình chỉ cần là đi nếu mà mình bỏ vô mình mình deposit hay mình cash là đều được hết tuy nhiên nếu ai mà không cẩn thận khi nhìn này ồ cái nhà của mình tự nhiên được trả tiền mà nhìn như thế này ba chớp ba nhán mà quý vị đi mà deposit vô là coi như cái nhà đó là đồng ý bán rồi đó à ô sao mình không đọc kỹ cái đó nhiều khi trong đó nó có những cái từ ngữ nó nói là, à, là mình đồng ý rất, bán rất nhà ờ ừ, thì ở trên này mua uh, ghi ra là chúng tôi mua cái nhà của bạn là mua y chang như vậy đó mua y chang như vậy cái số tiền như thế này đó rồi uh, họ có ghi thêm uh, là uh, pick giờ closing day là 5 uh, ngày cho đến uh, 5 tháng hơn rồi nếu mà có người đang thuê nhà hả ok không sao hết có nghĩa là họ đưa cái kiểu cái check như vậy thì nếu bây giờ mà mình đi deposit vô thì ok tại vì ghi rõ ràng số tiền có ký rồi uh, trả cho cái người chủ nhà đó luôn nha nhưng mà nếu như mà mình vào trong uh, cái địa chỉ này mà mình đi mình xem lại á cái giá nhà đó nó cao hơn là cái giá họ offer này oh. ít nhất là 200 trăm ngàn ừ. cho nên nếu mà không cẩn thận hoặc là Uh, có nhiều cái lý do khác nhau mình cũng chưa biết nhưng mà đây là một cái rất là mới khi mà nhận được một cái check rõ ràng luôn ừ. để như vậy rồi uh, thêm nữa lại có một cái uh, hình thức mới như thế này ở đây chúng ta cũng có nhưng mà những người mà này là tại vì tin tức này những người việt nam coi cũng rất là nhiều một hình thức mà rất là mới mẻ nữa mặc dù thời gian qua người ta nhắc nhiều đó là tự dưng nhận được một cái gọi điện thoại thí dụ như trước đây mà gọi ờ chị ơi um, Chứng minh nhân dân của chị hay là thẻ ngân hàng của chị đang có bị vấn đề gì đó để tôi giúp uh, sửa lại vân ừ. vân Thì người ta sẽ cảnh giác Đúng rồi. Bây giờ họ sẽ có một cái cách gọi rất là hay Đó là bóc phone lên à, Chị ơi em là công an của phường ABC gì đó nơi cái người đó đang ở đó à, Chị vui lòng mang cái thẻ chứng minh nhân dân lên phường để mà uh, cập nhật thêm những thông tin gì Vậy thôi khi mà nghe như ừ. vậy thì người ta bắt đầu người ta thấy oh, mà đi lên phường mà chứ đâu phải là đi đâu đâu ngay cái phường của họ ngay thì xong tiếp theo nói rằng là oh, khi mà uh, chị nếu mà cái người đó đó cái người đó nói là oh, nếu mà tôi không lên được thì hay là tôi bận chiều nay họ sẽ ra một cái hẹn rất ừ. là cụ thể ở chiều nay hay là sáng mai thường là trong cái giờ người ta có thể đa phần là người ta đi làm thì nó ở oh, cái giờ đó là tôi bận rồi thì nói ồ nếu mà chị bận đó thì chị có thể gọi cho uh, cái người mà sẽ phụ trách hồ sơ của chị là tên như thế này cái số điện thoại như thế này uh, chị uh, hỏi thì người ta có thể là cho chị một cái hẹn cụ thể để chị lên phường chị làm cái công việc đó có nghĩa là hẹn rõ ràng là hẹn lên phường rồi dặn thêm nếu như mà chị gọi cái người đó có thể là không nghe bởi vì họ bận để mà hướng dẫn rất là nhiều người khác từng trường hợp như vậy thì à, chị cứ để lại lời nhắn hoặc là người ta sẽ gọi lại cho chị ừ. thì nghe có vẻ rất là thuyết phục đúng, đúng không rồi, Tại đi đúng kêu rồi. lên phường chứ không kêu làm gì khác hết đúng rồi. mà nếu bận thì gọi cho người này, này để hẹn một cái hẹn khác đi lên phường à, tuy nhiên khi mà cái người mà mà họ kể là cái sự việc này á họ nói rằng là họ nghe có lý họ gọi họ gọi thử cho cái số đó thì quả thực là cái số đó bận ừ. số đó bận xong rồi cái um, sau khi mà định thần lại cái nghe vẫn có một cái gì nó nó có vẻ nó nó không ổn không biết là ừ. có được không thì người này gọi cho ngay cái số điện thoại của giống như cảnh sát khu vực công an đúng khu rồi. vực đúng rồi. gọi thẳng cho người đó để nói rằng là ờ nhận được như vậy có đúng hay không thì vừa nghe xong thì người đó nói liền là ồ chị ơi đó là giả mạo đó khi mà gọi đến cái số điện thoại mà họ cho đó À, giả bộ bận rồi sau đó cái họ lại nói là lúc họ nghe họ nói ô nếu chị bận á thì không sao đâu thôi bây giờ chị cứ làm thẳng ở trên ừ. cái app chị tải cái app này xuống nè à, chị làm lúc rồi, đó rồi. bắt đầu hướng dẫn hướng dẫn từ từ rồi xong là coi như là tất cả cái phone đó những cái mật mã đó đều bị chiếm đoạt hết rồi dẫn đến nhiều cái chuyện mà khi cái người này mà chia sẻ cái câu chuyện đó rất là nhiều người khác nói ồ họ cũng đều bị như vậy cho nên thời buổi thông tin càng hiện đại thì nó càng tai hại nên quý vị thận trọng nha quý vị à, đối với quý vị ngày hôm nay đó có một cái bản tin liên quan tới kinh tế đó là những nhà đầu tư hay là những nhà bán lẻ cũng có nữa những là những nhà bán sỉ cũng có nữa thí à, dụ như là những công ty lớn như là ikea nè những công ty lớn như target nè best buy nè kể cả walmart nữa thì trong thời gian vừa qua đó cái ghi nhận của họ là cái lượng người mà đi tới những cái cửa tiệm để mua hàng nó có giảm một cách rõ rệt. Thí dụ như là công ty McDonald ngày hôm nay họ nói rằng là họ đo lượng cái khách hàng mà tới tiệm order hàng hóa ăn uống ngay tại tiệm nó cũng giảm đi rất là rõ ràng kể từ khi mà lạm phát rồi tất cả những cái gì đó nó mắc mỏ lên thì họ bắt buộc là họ phải chỉnh đổi cái cái giá mà họ bán ra Trước đây một cái hamburger có thể là 3 đồng 99 Nhưng mà bây giờ là 5 đồng 99 Hoặc là một cái combo meal đi Như mà Dano nói à, Hồi đó có thể là nó là lên tới 11 đồng 99 Nhưng mà bây giờ này có thể là lên tới Hạt cả 20 đồng rồi Thì những cái mà họ nhìn thấy đó Cái lượng người nó càng ngày nó càng tới ít Tại sao có cái tin này hôm nay Là tại vì ngày hôm qua Tôi có đi ăn ở một cái nhà hàng Nó cũng là một cái nhà hàng mà rất đông hồi đó Rất đông Thì Tôi cảm thấy ngạc nhiên là vào giờ ăn tối Mà cái nhà hàng rất đông hồi xưa phải xếp hàng ghi tên Bây giờ nó lèo tèo có mấy bàn nè à? ừ. Thì mình thấy rõ ràng là người ta đã không đi ăn nhà hàng nhiều nữa Người ta cũng vì thấy cái giá cả càng ngày nó có cái thay đổi Nó mắc mỏ hơn mà cái khẩu phần nó là ít hơn Cho nên họ đã không đi tới ăn Họ ăn ở nhà để tiết kiệm tiền à, Cái cái bài báo thì cho biết rằng là Cái tiền người ta để mà xài chi tiêu cho những cái vấn đề ăn uống ở ngoài đó nó đã giảm một cách rõ rệt nha tức là họ không có ra ngoài thường xuyên nữa trước đây có thể là cuối tuần đi ăn bây giờ thì hai tuần đi một lần thí dụ vậy mặt đa thì đang có những cái chương trình thay vì là đã, đã lên giá rồi rồi nhưng mà cái cái đồ ăn của mình nó vẫn như vậy thì bây giờ họ có thể làm cái bánh hamburger nó sẽ to ra hơn hoặc là cái khẩu phần của french fry nó sẽ nhiều hơn cái ly nước nó sẽ nhiều hơn, họ thêm để thay thế vào cho cái những cái gì mà Ở mình giờ bây giờ nhìn thấy cái giá đó như vậy họ mình sẽ nghĩ rằng ồ oh, tại cái bánh nó to hơn cho nên cái giá của nó lên thì cũng không sao. Mình có được thêm cái cái khẩu phần của mình. Đó là những cái cách mà hiện nay nhiều cơ sở thương mại đó, nhất là IKEA, Target, họ bắt đầu họ sale, sale những cái món hàng Mà ít khi nào mình nghĩ tới mình đi mua, khăn trải giường, tủ đựng sách, kệ đựng sách gì vân vân đó những cái món hàng đó thì họ có thể sale 20%, 30% và những cái món hàng khác mà bán được thường xuyên hàng ngày thì họ vẫn giữ giá như đó. Hy vọng là mình sẽ thấy để mình mình mua khi mình bước vào tiệm. Chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy to Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, ngày hôm qua chủ nhật thì một uh, sinh viên của trường U, um, UCR tức là trường đại học Riverside của tiểu bang California đã bị đình chỉ học tập, cấm không được đến trường với lý do là khi mà cảnh sát vào đây để mà kiểm tra ở trong uh, trong ký túc xá đó, ừ. ký túc xá của học sinh thì đã phát hiện ra là người học sinh này đã giữ một cái khẩu súng cùng với lại nhiều viên đạn ở trong trường. thì đây là một cái điều cấm. rồi bên cạnh đó là trong thời gian qua quý vị biết rằng là nhiều cái cuộc mà biểu tình của sinh viên ở các trường đại học đã bùng nổ khắp nơi liên quan đến cái việc mà chiến tranh liên quan đến chuyện mà yêu cầu Mỹ phải rút quân về nước rất là nhiều. cho nên khi mà cảnh sát kiểm tra trường hôm chủ nhật đó thì không biết là cái này là một cái chuyện mà kiểm tra thông thường hay là họ nhận được tin báo thì cũng không có thấy là bản tin nêu rõ chỉ biết rằng là ngày chủ nhật khi mà họ vào họ kiểm tra thì ngay cái phòng của sinh viên đó họ tìm được một cái uh, gọi là cái khẩu súng trường sẩu súng tấn công cùng với lại năm băng đạn nữa cộng thêm vào đó là có nhiều những cái bức vẽ về những cái hình ảnh uh, bạo lực rồi giống như là một cái uh, nhật ký vậy đó ừ. họ cái người uh, sinh viên này cứ vẽ ở trong đó những cái hình ảnh như thế thì bây giờ người sinh viên này thứ nhất là bị đình chỉ không cho học tiếp thứ hai á là không được là không được đến trường luôn chờ cho đến khi mà một cái phiên họ gọi là một cái phiên uh, điều trần kết thúc để xem rằng là tất cả những sự việc này là có uh, hợp pháp hay không uh, ý đồ của người sinh viên này mang xuống vào trường là để làm cái gì tất cả thì khi mà không có nói cái thời gian mà cái phiên điều trần này khi nào sẽ diễn ra ừ. rồi mà chỉ nói rằng là bị cho nghỉ học, không được phép đến trường chờ thì khi nào chờ xong rồi đó thì mới biết rằng là cái chuyện đó sẽ ra làm sao. Thì đây là một cái điều khá là nguy hiểm à, những đương nhiên con em chúng ta khi mà trên 18 tuổi rồi có những người thì nó coi như là chịu trách nhiệm về cái cuộc đời của nó. Có thể là cái khẩu súng này được mua là dưới tên của cái học sinh này, của sinh viên này luôn. Cho nên đôi khi phụ huynh không có làm gì được hết. Nhưng mà cái chuyện mang súng vào trường như vậy thì quá là nguy hiểm. Trong khi đó có một cái bản tin mà tôi đọc tôi cũng không có hiểu là tại sao cái công ty này nó làm như vậy. Hãng hàng không quốc gia của Úc, Qantas Airways. Ừ. Hãng này đã phải chấp nhận hay là đang giàn xếp một cái vụ bồi thường của rất nhiều người kiện cái hãng hàng không này. Đã bán vé cho những chuyến bay ma có nghĩa là những chuyến bay đã lên lịch nhưng đã bị hủy bỏ rồi mà họ vẫn tiếp tục bán vé à tôi không biết tại sao chắc có thể là họ cần một số tiền rồi sau đó họ sẽ dùng tiền đó để mà trang trải cái gì đó hay đầu tư cái gì đó rồi đến khi mà phát hiện ra là chuyến bay đó chuyến bay không có thật đi thì họ sẽ có những cái thủ tục làm đơn để nhận tiền lại thì nó mất một hai ba tháng gì đi đó thì trong khi đó họ đã nắm được cái tiền kia rồi thì họ có thể đầu tư để mà kiếm lời để trả lại cái tiền cho khách hàng thế thì cái công việc làm ăn như vậy đó thì bị một số những người đã kiện lên ủy ban cạnh tranh ủy ban quảng cáo của úc và nói rằng là đây là một cái sự là gây nhầm lẫn hoặc là tin tức không có đúng sự thật tại sao lại bán những cái vé mà cho những chuyến bay đã lên lịch hủy bỏ rồi mà vẫn bán vé như thường khoảng tám uh, 8.000 chuyến bay trong khoảng thời gian từ năm 2021 cho tới năm 2022 chính xác ra là từ bắt đầu từ tháng 5 của năm 21 tới tháng 7 của năm 22 là cái năm thứ nhì của đại dịch đó thì có những chuyến bay đã không có nữa và thời kỳ đó cũng là thời kỳ khó khăn cho những cái hãng hàng không là tại vì mùa dịch không có ai dám đi đâu hết rồi các hãng hàng không than lỗ này kia đó thì cũng có thể thôi nha mình suy đoán ra là một phần đó là công ty này mặc dù tính bay đã hủy rồi nhưng mà vẫn tiếp tục bán vé để mà lấy tiền là dùng tiền đó để làm gì thì mình không biết và sau đó thì có thể là trả lại cho khách hàng nhưng mà qua cái vụ kiện mà à, đang kiện như vậy đó thì các hành khách hay là ủy ban bảo vệ người tiêu dùng của nước úc nói rằng là những người đi kiện đó đều có lý do chính đáng để mà kiện và có thể xử cái vụ này tuy nhiên hãng hàng không quan airways thì họ cho rằng là họ không có làm sai cái gì hết những người này đã không chỉ là để mua vé máy bay Mà họ mua một gói quyền lợi Gói quyền lợi này là gói là Mỗi lần họ đi máy bay đều được đi đúng giờ và về đúng giờ Chứ không phải là họ mua vé máy bay à, Họ nói vậy Thế nhưng họ đang dàn xếp để trả cho tất cả những người đã mua vé đó Khoảng 86.000 người nha quý vị Mỗi một người sẽ nhận được một khoản tiền Từ 149 đồng cho tới 475 đồng trả lại trong nay mai bằng check nếu họ đã mua vé trong khoảng thời gian từ tháng 5 của năm 21 tới tháng 7 của năm 22 à, mà họ đã bị những cái chuyến bay ma đó chuyến bay giả đó đó mà là họ đã lên lịch nghỉ làm lấy về kê sân rồi hẹn hò với người thân à, tôi sẽ tới thăm họ vào ngày mấy tháng mấy đó mà bây giờ cái mua vé máy bay rồi cuối cùng nhận được cái tin là ở chuyến bay này hủy rồi mà đã hủy trước đó trước khi bán vé luôn nữa chứ không phải là 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 sau khi bán vé. Đó cho nên họ nói rằng là đối với chuyến bay trong nước thì trung bình là từ 149 đồng tới 275 đồng. Nếu chuyến bay ngoại quốc thì có thể là từ 275 đồng cho tới 475 đồng tùy theo cái đường bay rồi cái 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 điều kiện mà lúc mà họ mua vé đặt vé như vậy đó. Thì đây mình thấy là tại sao một cái hãng máy bay lớn quốc gia mà lại làm cái chuyện là bán những vé máy bay cho những chuyến bay không có. Tại sao mình không biết? Tại sao họ dùng tiền đó để làm cái gì? Nhưng mà có cái điều đó là tới ngày hôm nay đó thì ông tòa, ông tòa của bên nước úc đó thì ông vẫn nói rằng là chúng tôi đang coi lại những cái điều khoản, những cái điều kiện mà công ty Qantas Airways đang cố gắng dàn xếp để khỏi đưa cái vụ này ra tòa đối với lại những người khách hàng mà họ đã bán vé kiểu như vậy. Thưa quý vị, à, cũng một tin liên quan đến à, hai thiếu niên chưa đến 18 tuổi, gọi là trẻ à, vị thành niên. Nhưng mà nếu mà bị đưa ra xét đó, có thể đối diện với một cái số tiền phạt lên đến là 50.000 đô la hoặc là bị đến 5 năm tù. Ừ. Cái chuyện này có thể là xảy ra với bất cứ những em nào. Đó là một đám những cái đứa trẻ như vậy, nó đi trên một cái chiếc à, tàu ở Florida ở với cái vùng là pokarathin đi chơi thôi trong cái bữa giống như một bữa tiệc chơi như vậy xong rồi có hai đứa dưới 18 tuổi nó mới cầm cái thùng rác á ừ. đựng rác đó nó mới trút xuống biển luôn nó trút xuống oh. biển rồi một người khác á là quay cái clip đó xong rồi đưa lên mạng xã hội cái chuyện chị mình nghe có vẻ như là ô nó đổ rác xuống biển nhưng mà nó gây là một cái làn sóng phẫn nộ đối với ừ. mọi người bởi vì người ta nói đó là một cái hành động mà hủy hoại môi trường. Người ta lên án rất là nhiều. À, tuy nhiên nếu mà nói rằng là hai cái cậu bé này mặc dù là bây giờ khi mà người ta truy ra hai cái đứa này là ai thì nói là nó cũng à, hợp tác, nó cũng đầu thú và nó rất là thành khẩn nhận tội, nhận lỗi ở trong cái việc này. À, nhưng mà cái người mà cảnh sát trưởng á nói nếu mà xử đúng thì những đứa này có thể bị phạt 50.000 đô la cho đến 5 năm tù. Tuy nhiên đây là những đứa trẻ thành vị thành niên và chúng ta cũng đã từng là những cái đứa trẻ dưới ừ. tuổi 18 như vậy, cho nên chúng ta hiểu có lúc chúng ta làm như thế nào và chúng tôi ở đây không phải là để hủy hoại cuộc đời của những đứa nhỏ mà chỉ phải có những cái chuyện mà va vấp lần đầu như thế. Thì đó cái lời cái phát biểu của ông cảnh sát trưởng nghe cũng rất là đầy thiện cảm. Ông nói là đây là cái lúc mà chúng ta cần phải giáo dục cho nó biết rằng cái chuyện đó là không nên như thế nào. À, một đứa bạn của những đứa trẻ này cũng có mặt ở trên chiếc tàu đó. Nó không có nêu tên, nhưng mà nó cũng nói cái suy nghĩ của nó rằng là ồ, nó thấy cái hành động đó đúng là không thể chấp nhận được và những cái người đó cũng phải chịu cái trách nhiệm phần nào về cái những cái chuyện mà mình đã ra gây ra như vậy. Thì từ đây quý vị sẽ thấy đổ rác xuống biển. Đó, đổ rác xuống biển rồi còn có người quay clip để đưa lên nữa. Ừ đó bị kết tội nặng như vậy đó hủy hoại môi trường là làm sao chứ không phải là mình thấy quen rồi cái hình ảnh này ở nhiều nơi á ngay dưới sông dưới biển đó, cứ đổ rác ra ừ. đó rồi làm cá rồi ra đó là đủ thứ cái gì cũng quăng xuống để rác trôi dập dềnh dập dềnh như vậy nhưng ở mỹ này nó khác có cái điều đó ngọc lan thôi lúc mà mình còn nhỏ mình đi học đó ừ. là mình đã được họ học là không xả rác bừa bãi à, chúng ta nhiều khi đi trên đường nó có những người rất là ý thức họ thấy rác ở trên đường họ cũng cúi xuống họ nhặt lên họ bỏ vào thùng rác đàng hoàng ừ. còn cái này là có chắc là có hành động có thể nha là họ đang là vừa giỡn vừa chơi rồi vừa quay clip để lại nhưng mà đúng ra là cái này là hủy hoại môi trường thật không ở đó hồi đó mình được dạy là không có vứt rác xuống đường chứ không có nói là không vứt rác xuống biển xin mời <laughs> 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 quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy 2 Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối của chương trình cà phê sáng của lý Do Sài Gòn TV à, thưa quý vị à, bản tin Ngọc Lan chọn à, phần cuối của ngày hôm nay đó rất là rất là tuyệt vời <laughs> một người đàn ông ở Louisiana ông này là một triệu phú người đàn ông này tên là Mars Bus Ice ông là chủ của một à, giống như là một cái nơi mà chuyên bán đồ dụng cụ uh, thể thao á à, hàng năm cái doanh thu của ông lên đến hàng trăm triệu đô la cái hệ thống cái cử tiệm đó tên là Perfeller. Thì ông kể lại cái câu chuyện. Ông không có nói cái thời thời gian ở trong này không có nói thời gian là khi nào. Ông chỉ nói là ngày hôm đó đó, rạng sáng của ngày hôm đó ông đang ngủ thì à, tự dưng á cái chuông báo động nó ren cái giống như là ở đó nó có bị cháy cái ừ. khu vực đó ở Bazanrus nó bị cháy. Thế là ông đang ngủ mà cho nên ông mặc ngay cả cái 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 bộ đồ mà mình mình đang mặc ngủ đó ông lao ra khỏi nhà. Rồi. Thì ông chạy xuống dưới đường Ông chạy xuống dưới đường xong Thì sau đó thì cái còi mà báo cháy ở đó nó ngưng Có nghĩa là do một cái lỗi lầm gì đó thôi Thấy là ông nói thôi giật mình dậy rồi Sáng sớm bây giờ không có muốn lên ngủ nữa Thôi ông mặc dù là cái cái đồ ông thì nó cũng không phải là Nó nó thật là đàng hoàng đồ ngủ mà Nhưng mà ông nói thôi kệ thôi đi Đi luôn trong cái sớm đó đi ra ngoài cái quán cà phê Ngồi uống cà phê luôn nhưng mà khi ông đi ông định bước vào trong quán thì ông sực nhớ là ông chưa có cầu nguyện thì không biết là ông là người người thuộc cái đạo gì thì ông mới đến một cái gốc đứng ở ngay cái gốc ở trước cái tiệm á ông đứng đó ông nhắm mắt lại ông cầu nguyện thì khi ông cầu nguyện xong ông mở mắt ra cái ông nhìn ông thấy một cái một cái cậu bé mà nó cũng cao to gần bằng cái ông này luôn à. À, đó đứng ngay trước mặt ông vậy đó Nó đang nhìn ông không mà hai cái tay nó thì đang nắm lại cái ông nhìn cái tay nó nắm lại cho nên ông đâu có biết đâu cái ông cũng rất là là cảnh giác ông hỏi cái gì vậy có nghĩa là cũng hỏi bằng một cái cái giọng uh, à. chuẩn bị để mà đối đầu á ừ. hỏi cái gì vậy thì bỗng dưng cái cậu bé này xòe một cái bàn tay ra trong đó có một cái tờ đô, một đô la mà nó nhàu lại nên nếu ông là người homeless thì tôi tặng cho ông một đô la này. <cười> <cười> thì anh nói là cậu bé này mới có 9 tuổi thôi thì ngay cái giây phút đó thì anh chàng triệu phú này giống như là anh anh bàn hoàng luôn. Anh nói là không biết bao lâu rồi trong đời mình mình mới có thể bắt gặp một cái hành động mà ừ. nó làm anh ta rất là xúc động cậu bé này mới có 9 tuổi thôi tên là kevin cậu nói rằng cậu vẫn ước ao có một lúc nào đó cậu có tiền để cậu cho những cái người mà vô gia cư mà cậu ừ. nhìn thấy thì bây giờ nhà cậu ở gần đó thì sao tự dưng cậu nhìn thấy người đàn ông này đứng mà cái, cái đồng đô la này là được bố cậu cho hay là như thế nào cậu nói là đó là cái đồng đô la đầu tiên mà của cậu cho nên cậu thấy ông này chắc là đang đứng ở ngoài mà đang đứng nhắm mắt cầu nguyện không biết cho cái ông này một đô la đó à. Thế ông đó cảm động quá mới xong rồi cái hỏi mời cậu bé này cũng ngồi xuống cậu giới thiệu mình là ai rồi cho cậu bé này là trong 40 mươi giây à, suy nghĩ đi muốn chọn bất kỳ một cái món đồ nào mà ở trong những cái cửa tiệm của ông là ông sẽ tặng cho dù là một, một chiếc xe đạp và giống như xe đạp thể thao ừ, ừ. mà đắt tiền nhất là ông cũng tặng luôn ông nói cái câu chuyện đó nó làm cho ông cảm thấy xúc động quá riêng cậu bé này cậu bé nói là ô cậu rất là vui khi mà biết cái ông này là ai nhưng mà cậu nói đó là cái điều cậu cũng không nghĩ tới mà chỉ nghĩ đến là một lúc nào đó mình làm một cái hành động gì để giúp cho những người vô gia cư thôi nhưng mà không ngờ rằng cái người mà cậu đầu tiên cậu cho tiền lại là một nhà triệu phú <laughs> bây giờ tới một cái câu chuyện cũng là cái chuyện vui đi chuyện vui cuối chương trình cà phê sáng Uh, một ngày đẹp trời, ha, thí dụ nha, hàng xóm của mình có cô con gái đi lấy chồng, ừ. mở tiệc, anh uống tưng bừng, nhạc in ỏi nên hết, cả xóm đều biết, ừ. mà nhà đó chỉ có một cô con gái, đó. Tám năm sau cũng cái nhà đó kế bên nhà mình, Đó thưa quý vị cũng nhạc, um sầm, in ỏi, cười, nói rôm rã, mình lại suy nghĩ trong đầu, ở nhà này đâu còn con gái đi gả đi lấy chồng nữa đâu mà lại có đám cưới, đây, đám hỏi gì đây, đó thì mình cũng ngạc nhiên tò mò mà mình cũng được mời nữa mà giấy mời thì không để rõ mà chỉ nói rằng là qua chung vui với chúng tôi mình cũng nghĩ ủa tại sao cái cô này có nhà này có một con gái thôi mà đã đi lấy chồng rồi bây giờ là ai là người lấy chồng nữa thí dụ vậy thì mình cũng ngạc nhiên rồi mình đi qua tới ngày đó giờ đó mình thấy nhạc bắt đầu lên ban nhạc tới rồi bắt đầu à, xe mang đồ ăn tới bày biện ra ha cái mình tới thì tha ở bên ấn độ nha quý vị ấn độ nha một ông bố đã mừng ngày con ly hôn trở về bằng cách mở một buổi tiệc tưng bừng hết. Ông nói rằng là ngày nó đi đám cưới lấy chồng, tôi cũng làm một bữa tiệc tưng bừng như vậy. Và ngày nó ly hôn chồng, nó trở về nhà trở lại, tôi cũng làm một bữa tiệc như vậy để đón nó về. Cái cô này tên là Uji, à, người Ấn Độ, làm việc ở sân bay. Và trong 8 năm trước, cô có quen một kỹ sư máy tính, cũng làm việc ở sân bay cùng với cô thì sau hai đó, hai người lấy nhau và trở thành vợ chồng. Nhưng mà khi mà cô trở về đó, thì người ta mới biết được cái câu chuyện của cô đó là ông chồng này ông vũ phu. Ông hay đánh đập hàng ngày, rồi ông nhậu xỉn, rồi ông la hét, rồi ông có những cái lời nói gọi là à, thoá mạ cô vân vân đó này, nó xảy ra hàng ngày. Cho nên cuối cùng cô nói rằng là đã cố gắng để giữ gìn cái hạnh phúc, cái mối tình của cô. Mà cuối cùng thì nó cũng tan vỡ thôi, cô không chịu nổi nữa và cô báo với bố của cô, của cô á là cô sẽ phải ly hôn, đi dị và cuối cùng phải trở về nhà thôi thì ông bố nghe được tin đó, đó thì ông cũng quyết định ông nói rằng là sẽ mời ngay một ban nhạc à, tới chơi cho nó âm mỹ lên hết rồi à, mở tiệc ăn uống ra để mừng ngày con ly hôn trở về cái chuyện này nó cũng liên quan tới một cái chuyện nữa ở bên Trung Quốc mới đây có một cái cô gái trẻ đẹp nha có lên trên mạng à, Weibo của bên Trung Quốc có viết lên cái status của cổ có viết lên có nói rằng là cuộc tình của cổ nó không có đẹp như là mơ hay là như chuyện thần tiên hay là gì khổ tích gì đó mà bây giờ nó phải tan vỡ và cô chọn cái quyết định là phải nghỉ chơi cái người đó ra ly hôn ly dị gì đó cái câu chuyện cổ trình bày nó có một cái cách nào đó nó khéo léo đến nỗi mà nó trở thành viral tức là người ta chia sẻ người ta đọc người ta thả tim cho cô người ta thích cô rồi người ta muốn kết bạn với cô đó lên cả triệu triệu thôi với cái vị trên mạng ở bên Trung Quốc á thì mới thấy rằng là quả lúc này giờ mình ly hôn với liên dị mình cũng lên mạng mình làm cái cho nó xôn tụ ha kêu kiểu như là đăng lên cho mọi người biết để mình làm viral mình có hàng triệu lượt người thích và theo dõi của mình <laughs> Ngọc Lan có quen ban nhạc nào mà đình đám không? <laughs> dám chơi những cái trò này rồi. <laughs> Thưa quý vị, à, bản tin tiếp theo dành cho những người à, về Việt Nam hay là đi chơi ở Việt Nam khi mà đi vào nhà hàng ăn uống xong rồi có cái cảnh mà bị à, chủ nhà hàng lột sạch quần áo oh. luôn, rồi lột sạch quần áo rồi quay phim lại, dọa là sẽ đưa lên trên mạng nữa nếu mà không chịu trả tiền. Và cái chuyện mà trả tiền ở đây á là coi như một hình thức là cưỡng bức. Đây một à, nhà hàng ở quận nhất. Nhà hàng này có tên là Naripa mà cô chủ quán ở đây mới có 27 tuổi thôi, tên là Phương Trâm. Thì ngày hôm hôm tháng 5 vừa rồi đó, oh, cái chuyện này xảy ra là hôm 17 tây tháng 4 thì có một ông khách, ông khách này được đổi tên mà Ngọc Lan nghĩ chắc ông khách này là Du uh, gì? Vi Kiều, Việt kiều, à, kiều, bởi vì cái giá tính tiền là tính tiền bằng đô la. Thì khi mà ông này chỉ biết là 53 tuổi thôi, cái tên thì người ta không có cho biết, người ta đổi tên rồi ông đi đến chỗ này đó là cái dịch vụ này là uống bia hát karaoke và được tính là 40 đô la một giờ thì ông đồng ý ông đồng ý thì khi mà ông vào đó rồi ông uống bia là có một cái cô nhân viên ở trong đó hát uống bia cùng với ông rồi sau đó lại có thêm hai cô nữa vô rồi à, lúc mà ông nói là ông đi restroom ông đi ra ngoài đi vô đó thì ông thấy ở trong phòng có nhiều cái vỏ lon bia rồi nữa à. thì ông mới nói là mấy cái người này là đem giống như là không có đem vô vỏ thông vô để trong đó tính tiền đó ừ thì sau khi mà tính tiền á thì người ta tính ông á cái 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 cái, bill của ông ra là 10 triệu 10 triệu tức là tương đương khoảng 400 đô la đó khoảng 400 thì lúc đó ông bắt đầu ông nói không ông không có đồng ý cái giá này bởi vì lúc đầu nó chỉ có 40 đô la một giờ thôi rồi những cái vỏ này nói chung là cự cãi tùm lum thì lúc đó cô chủ quán đó 27 tuổi mới tới nói rằng là ok thôi bây giờ ông không chịu thôi Bây giờ bớt cho ông là 500 ngàn là còn 9 triệu rưỡi, 9 triệu rưỡi. À, cũng ba trăm mấy chục đô la ông vẫn không chịu cái thế là lúc đó là khoảng 4 giờ sáng rồi à, mọi người nhân viên bắt đầu mới nhào vô đánh ông xong rồi hả theo lệnh của cô chủ là cởi sạch đầu ông ra luôn <laughs> đẩy ra ngoài, ngoài xong rồi lấy cái, cái 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 bóp của ông á tự lấy thẻ quẹt tính tiền cũng tính đúng cái giá là 9 triệu rưỡi nha à. xong rồi mới thảy hết ra ngoài cho ông cho cái kiểu như vậy thì lúc đó ông mới mặc đồ vô. Ông đi lên ông báo công an. Ông lên báo công an thì khi công an đến nói đây là một cái hình thức đó là cái chuyện là đe dọa nè. Rồi một cái hình thức là giống như ăn cướp một cách trắng trợn đó. Ừ trấn lộ một cái trắng à, trợn. Dương nhiên là phạt cái tiệm đó. Nhưng mà quả là thì ghê gớm khi mà đi ăn nhộ ở một cái nơi như thế này. À, cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Sau cà phê sáng là chương trình Thời sự Thế giới. Xin kính chào quý vị.